chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tiền Giang, đài Kiên Giang và đài Đà Lạt. Chúc các bạn may mắn và nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nhé các bạn nhé.